À, kính bạch quý sư, quý đại đức, tôi có một câu hỏi liên quan đến duyên và điều kiện của nghiệp xấu khác nhau phát sinh trong các thời đại khác nhau. Để chính xác và chi tiết hơn, tôi có hai ví dụ. Có một người đàn ông có tư tưởng bất kính với A-la-hán, Maha-cachayana. Nếu người đàn ông này là một người phụ nữ, điều đó thật hoàn hảo đối với ta. Người đàn ông ấy đó lập tức chuyển giới thành người phụ nữ vì nghiệp lực đó. Một trường hợp khác, một vị tỷ khưu với ảo giác, có một người đàn bà đi theo mình khắp nơi và mọi người hiểu lầm và ngược đãi vị tỷ khưu vì điều ấy. Theo tôi, tất cả những trường hợp này sẽ hiếm khi xảy ra trong thời hiện đại này, khi thời của các bậc thánh tăng đã qua và nghiệp quả thật khó có thể xảy ra ngay lập tức. Tôi có đúng không? À, xin vui lòng soi sáng. Tức là vị này hỏi là thời xưa thì mới có những cái trường hợp mà kỳ ảo như thế này, chứ còn thời nay thì chắc có lẽ là không có. Thì xin thưa là quý vị vẫn biết là nó có, hiện tại bây giờ người ta vẫn có một số cái sự kiện kỳ bí mà người ta không giải thích được, nó vẫn có, nhưng mà đúng là nó không có cái trường hợp mà nó kỳ lạ được như là được mô tả trong kinh. Bởi vì á, cái là cái đối tượng là một vị A-la-hán là không còn. Quý vị biết là cái điều kiện để cho quả trổ ngay lập tức ấy, thì cái đối tượng phải là một vị có đại đức, như là Đức Phật nè, một vị độc giác hoặc là một vị A-la-hán, thì như vậy á, quả có thể trổ ngay lập tức. Chứ còn trong những trường hợp còn lại thì nó hiếm khi trổ mà theo cái kiểu mầu nhiệm như thế. Không chỉ là quả của ác nghiệp đâu, mà ngay cả quả thiện nghiệp cũng vậy. Điều kiện để trổ các quả thiện nghiệp ngay lập tức thì vị ấy phải là một cái, tức là khi chúng ta làm phước đến vị ấy thì vị ấy phải là vị vừa xuất ra khỏi thiền diệt, thì chúng ta mới cho quả ngay lập tức. Như là trường hợp ông người thợ nông dân chuyên đá đó, thì ổng cũng được như thế, nhưng mà rõ ràng là không có nhiều. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường thì có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? À, kính thưa Đức, kính thưa quý vị, riêng cái câu hỏi này á, thì sư sẽ giảng thêm quý vị thêm một khía cạnh, gọi là mình hiểu thêm những cái gọi là những cái vận hành của nhân quả mà nó ở đây trường hợp đi, gọi là nói là khó xảy ra, khó xảy ra mà sư sẽ giống như là sư sẽ giải rộng thêm một cái hướng, mình hiểu thêm một hướng khác. Đó, để cho cái việc mà mình hiểu gọi là cái ở đây á, ở đây thì cái trường hợp, một cái trường hợp ở trên đó, trường hợp ở trên đó nha, thì mình phải hiểu là trường hợp này là gọi là hiện báo nghiệp, thưa quý vị, có nghĩa là trường hợp mà thanh niên, nó đúng là thanh niên Sô-ri-yá đó, mà có ý tưởng mạo phạm đến ngài thánh tăng A-la-hán Maha-cachayana đó đó, thì chính vì vậy như vậy đó, cho nên là lập tức mà từ nam mà biến thành nữ đó, đó là trường hợp mà gọi là ở trên nó gọi là hiển báo nghiệp nha, đó là mạo phạm đến vị A-la-hán. Thật sự á là những cái dị tượng nha, sau đó những dị tượng nha ở trên thế giới này xảy ra rất là nhiều, thưa quý vị, và cụ thể ở đây ở trường hợp A ở trên nó gọi là hiển báo nghiệp. Và mà bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, ủa vậy nếu bây giờ trong thời đại bây giờ, hiện tại bây giờ nè, một cái người mà tuy còn không gọi là A-la-hán, chưa nói thẳng thì tuy nói nghe, tuy còn A-la-hán là, nhưng mà quên đó, sẽ nói tôi không còn A-la-hán, mất công bắt bẻ khổ lại lấy trong kinh để bán niết bàn,
là như vậy, phải nói rõ như vậy, có nghĩa là chứ không phải khẳng định là không còn A-la-hán, nhưng mà hiểu không, là thì trong kinh trên Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói là ngày nào cũng bắt chánh đạo được còn A-la-hán đó, như vậy. Nhưng mà như Mỹ sư nói là thời này gọi là khó đi ha, khó có A-la-hán đi đó, như vậy. Nhưng mà chúng ta gọi là khó có A-la-hán, nhưng mà cái trường hợp hiện báo nghiệp, hiện báo nghiệp nha. Theo nghe theo sư tìm hiểu cái nguồn kinh điển, nó vẫn có thể có khả năng xảy ra chứ không phải không có, thưa vị, có khả năng xảy ra, nhưng mà nó thiên về ác nghiệp hơn, thưa vị, thiên về ác nhiều hơn. Giống như bây giờ sư chỉ ví dụ thôi nha, một cái người có một cái người đó, họ mang tiếng là cũng biết chút chút về đạo đó, nhưng mà họ vô chùa đúng không, họ đập họ may ma ngày mai á, thì họ hôm nay á thì họ đi đập cái cốc của ông sư này, đầu di về tái định cư cho ông sư kia, rồi vô chổng thao túng tam bảo đó, rồi muốn quản lý hội chúng tăng, chỉ là người cư sĩ thôi, quản lý hội chúng tăng các kiểu này nọ, nói chung là muốn làm chủ chùa đó, nên vậy thì cái thiện nghiệp nó xảy ra, thưa quý vị, cái ông xin lỗi là cái bất thiện nó xảy ra là cái chết tức tử luôn. Có nghĩa là ở đây là sư không có phán xét, sư không có phán xét là cái người này là chắc chắn hiểu bổn nghiệp không, nhưng mà cái khả năng, thưa vị, khả năng rất cao. Tại vì khi mà quý vị mà đụng tới cái đối tượng mà tam bảo, quý vị vô chùa không, quý vị muốn quản lý, quý vị chỉ là cư sĩ thôi, muốn quản lý hội chúng tăng, quý vị đập cốc liêu, rồi quý vị dời tượng Phật này tượng Phật nọ, rồi quản lý tiền tam bảo không, gây hoang mang cho hội chúng tăng đó, đến là nọ, đến khi mà dẫn đến cái chết tức tử đó, thì cái khả năng mà gọi là hiện báo nghiệp ngay trong đời này nó vẫn có, gọi là ác nghiệp, các vị, ác nghiệp hay ác nghiệp. Còn thiện nghiệp thì ngay trong đời này hiện báo nghiệp thì đối với sư thì đúng là nó khó thật sự, khó thật sự. Tại vì trong kinh điển á, trong kinh điển mà trong chú giải á, thì cái trường hợp mà gọi là hiện báo nghiệp mà thiện á, thì đa phần như sẽ gọi đa phần nha, toàn là giống như Đức Hành Tại có nói đó, đa phần là Đức Phật nè, rồi tăng đoàn thánh tăng nè, rồi chư thánh tăng đó, như vậy đó không. Còn ở dưới trường hợp ở dưới lại là một trường hợp khác đó nghe, phải hiểu khác nữa đó. Bây giờ trường hợp đâu ra trường hợp đó, trường hợp ở dưới là sao, trường hợp ở dưới là liên quan đến ngài Cun Đá Tha Ná là sao, là ngài Cun Đá Tha Ná là tức là trong quá khứ là do ngài là một vị thọ thần, tức là thần gọi thần cây đó, hay là gọi thổ địa đó, thì mới chiêu chọc khiến cho hai cái vị tỳ kheo bạn á, là gây chia rẽ cho hai vị tỳ kheo bạn, thì mặc dù có ăn năn sám hối này, nhưng mà khi chết vẫn ở địa ngục, thưa vị. Thì cái kiếp mà cuối cùng của ngài là vào thời Đức Phật Gotama, thưa vị, là ngài mang một cái quả ác nghiệp, ở đây là dưới là quả nha, ở dưới là quả ác nghiệp trong quá khứ nha, đó cho nên là phải phải phân biệt hai trường hợp rất khác nhau. Mà ác nghiệp quả là sao, là khi ngài đi khất thực, là những cái người á, nghĩa là cư sĩ này nọ đó, họ đặt bát đó, hay là cái thậm chí chư tăng đó, đều thấy là có một cái người phụ nữ đứng ở sau ngài, đứng ở sau ngài, thì thường thường là người ta người hay là một người nào đó đứng ở phía sau, thường thường là ta đặt bát hai phần, nói là cho ngài một phần, cho cái người đứng sau. Nhưng mà thật sự đó là một cái giống như một ảo ảnh, thưa vị, ảnh nó khiến dịch do tại do quả bất thiện mà. Quý vị tin không, tới nỗi mà cái sự việc nó lan truyền tới tay ông vua luôn. Nói ông vua ông nói là sao mà tu hành đâu mà kỳ như vậy, lúc nào đi cũng dẫn người nữ theo. Thì ông vua về tới nơi, quý vị, vừa về tới theo dõi mà cho người theo dõi về tới cốc luôn mà. Nhưng mà thật sự là chỉ có một mình vị đó, không có vị nào đó. Cho nên cái trường hợp ở dưới gọi là trường hợp mà do quả ác nghiệp, đúng không, một cái quả ác nghiệp trong quá khứ, mà cái này xưa theo cái này là gọi là hậu báo nghiệp, thưa vị, hậu báo nghiệp đúng hơn là hậu báo nghiệp đó, nó cho tới đời Đức Phật Gotama thì gọi tới đời này gọi là hậu báo nghiệp rồi. Đó, cho nên là trường hợp ở dưới trên là hiện báo nghiệp, trường dưới hậu báo nghiệp. Mà trường hợp hậu báo nghiệp thì nhiều, thưa vị. Nếu quý vị xem những cái gọi là kỳ lạ trên thế gian, những cái mà chuyện mà kỳ lạ thế gian gian gian, thì suy nghĩ cái trường hợp này nó cũng không không gọi gì là gì lạ đâu, đúng không? Mà có điều mà mình phải hiểu đây là trường hợp gọi là hậu báo nghiệp đó, như vậy đó. Thì trước khi kết thúc cái câu trả lời này thì sư cũng muốn cho quý vị hiểu thêm. Không, là hai cái trường hợp này mình hiểu rõ là ở trên đó là hiện báo nghiệp,
Thiện nghiệp thì đúng, đúng là cái thời này là thiện nha, chứ nói là thiện thì muốn nghiệp nha, thì là khó, là hiếm xảy ra, đúng, cái này là đúng. Nhưng mà nếu mà mình làm cực ác, là mình làm cực ác đụng tới gì, tam bảo, đụng tam bảo mà sư đưa ví dụ một cái người mà vô chùa phá phách này nọ đồ, đồ một người cư sĩ thôi đó, mà vô chùa đòi phá phách, đập chùa đập miếu, rồi quản đòi quản lý mấy, quản lý tam bảo, rồi quản lý ông quý sư này nọ, coi chừng, coi chừng thì máu nghiệp là chết tức tử, thưa vị, chết tức tử ngay trong hiện tại luôn đó. Nên phải lưu ý trường hợp trên. Còn trường hợp ở dưới là trường hợp mà gọi là hậu báo nghiệp, là một cái nhân bất thiện làm ở trong một cái kiếp nào đó, một cái kiếp nào đó rất xa trong quá khứ, mà trong thời Đức Phật Gautama mới chỗ. Thì cái trường hợp này, cái nghĩa là đối với trường hợp này là có người theo ảo giác như vậy, là suy nghĩ là trên thế giới nó cũng có những trường hợp kiểu mình nó tương tự như vậy, có điều mình chưa đọc được thôi, chứ nó cũng không gọi là gì lạ lắm đó, như vậy đó. Thì cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Sư kể một cái chuyện mới xảy ra đây để cho quý vị thấy là nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghì. Đôi khi mình nghĩ nó như vậy nhưng đôi khi nó xảy ra nó không theo ý của mình đâu. Mà đôi khi khi mà mình thấy nó mới biết nó màu nhiệm lắm. Mà cái sự màu nhiệm của nghiệp và quả của nghiệp á, nó không phải là theo cái kiểu nó phải biến hóa như mình nghĩ. Quý vị cứ đòi cái gì đó nó phải biến hóa màu mè, nhưng mà có nhiều trường hợp nó màu nhiệm. Như trường hợp như thế này nè, suy nghĩ là do nghiệp. Thì ngay trước cái khóa thiền số 4 ấy, diễn ra ngay trước khóa thiền số 4. Thì khóa thiền số 4 này là diễn ra vào ngày lễ, quý vị biết rồi ha. Thì ngay trước cái khóa thiền á thì có một cô cổ làm bên ngân hàng, cổ làm lớn á nha, cổ làm lớn chứ không phải làm nhỏ, cổ làm lớn mà. Thì cổ vừa nghỉ thì cổ mới báo với sư là sư không có nên để cái quỹ hoằng pháp ở cái ngân hàng này, bởi vì cái ngân hàng này là nó cái thông tin nội bộ á, là nó cũng là xém á, cái nguy cơ của thằng SCB là SCB xong là tới nó đó, nó chuẩn bị đó. Thì sư nên cẩn trọng. Thì khi mà sư nghe như vậy á, mà sư thấy là sắp tới là chuẩn bị vô khóa tu này, biết đâu chừng nó là cái điềm, giống cái điềm báo. Thì thôi thì coi như phòng thờ trước đi coi. Thì sư mới chuyển tạm qua một cái ngân hàng khác nó an toàn hơn. Nó hơi kỳ, sư nói chuyện tiền bạc nói nó hơi kỳ. Thì chuyển cái quỹ hoằng pháp qua cái ngân hàng khác để nó đảm bảo cái quỹ để nó không có bị ảnh hưởng ấy. Thì khi mà chuyển qua như vậy á thì vô khóa tu rồi là vô lễ. Quý vị biết là lễ thì ngân hàng không làm việc nha, lễ thì ngân hàng không làm việc. Thì lúc đầu thì sư nghĩ là có khả năng á, biết đâu chừng là nếu mà mình chậm trễ mình không có làm á, thì biết đâu chừng ở trong cái lễ này ngân hàng đó sẽ biến động làm sao. Thì sư mới chuyển qua ngân hàng khác. Mà khi chuyển qua thì trong cái lễ đó thì cái anh mà dịch chú giải tiếng Thái, ảnh báo là bây giờ mưa đợt rồi nhà ảnh là bị sập tốc mái làm sao đó, thì xin sư thanh toán phần tiếp theo của hợp đồng á, để có thể chi gọi là một phần là chi trả hợp đồng, một phần là để ảnh có thể, đương nhiên ảnh sẽ lấy cái đó để ảnh sửa nhà của ảnh. Nhưng mà quý vị biết là khi mà sư đưa qua cái ngân hàng mới thì ngân hàng mới đó nó lại bị kẹt cái hạn mức chuyển khoản, mà nó đòi sư phải có mặt ở ngân hàng mới mới mở khóa được, mà trong lễ thì làm sao mà mở khóa. Thì sư mới nói à, thì ra cái nghiệp nằm ở chỗ này. Cái điềm báo cái nghiệp nó nằm ở chỗ này nè, tức là nó không phải là do cái ngân hàng có vấn đề, mà cái nghiệp ở đây là cái anh đó đó, ảnh vô cái nghiệp là ảnh phải chịu cái cảnh đó.
lúc đó là sư không cứu được ảnh, hiểu không? Cái ngân hàng nó phá cái tiền nó lại, nó không cứu được ảnh. Ảnh chịu, ảnh chịu cái nghiệp này. Thì sư thấy rồi thôi, cái nghiệp này anh ráng chịu đi, qua hết qua hết khóa tu thì kiểu gì là nó cũng sẽ bình thường trở lại. Mà đúng vậy, qua hết khóa tu lại bình thường trở lại thì sư vẫn thanh toán, ký hợp đồng dịch chú giải, và ảnh lúc đó anh có tiền anh sửa nhà. Còn trong cái kỳ lễ đó là anh phải chịu cái cảnh là nhà sập tóc mái, anh phải chịu cảnh không ai cứu được hết. Thì đó, nói vậy để quý vị thấy là đôi khi cái nghiệp và quả của nghiệp á, nó trổ theo cái kiểu mà mình không có ngờ được, mình cứ 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 tưởng theo kiểu của mình thôi. Thì sư chia sẻ một cái câu chuyện vui như vậy ha, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.